Chào mừng bạn đến với khuôn viên Đại học RMIT Việt Nam. Tại đây, nguồn cảm hứng có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Giảng viên truyền cảm hứng cho bạn và bạn truyền cảm hứng cho bạn bè để cùng phát triển bản thân theo cách riêng của mình. RMIT là trường đại học của Úc, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Tại đây, mọi giải pháp về kinh doanh, công nghệ và thiết kế luôn mang đến nguồn cảm hứng cho những ý tưởng sáng tạo và đột phá. RMIT không chỉ là nơi để bạn học tập, đây sẽ là nơi bạn tìm thấy nguồn cảm hứng cho chính mình, đồng thời truyền cảm hứng cho người khác. Hòa mình vào môi trường học tập quốc tế. Học trong môi trường làm việc thật. Sống trọn với đam mê. Chơi hết mình. Và trân trọng con người thật của chính bạn. Đại học là một bước ngoặt quan trọng của bạn. Hãy sẵn sàng để khám phá một hành trình mới. Chúng tôi sẽ giúp bạn khai phá tiềm năng và tìm thấy chính mình tại RMIT.